Bắt đầu phần 2 chương trình tin nổi bật với anh Hoàng Trọng Thụy. Thưa quý vị, trong lúc mà đang chiếu một số những thông tin thương mại đó, anh Hoàng Trọng Thụy có hỏi chúng tôi rằng cái nhân vật mà anh sắp sửa đề cập tới nên dùng cái chữ nào nó đúng nhất. Thì anh Thụy dùng cái chữ gì nhỉ? Lương tri. Lương tri. Tôi thì thưa thật quý khán giả, tôi dùng rằng nếu còn một chút liêm sỉ thì không nên bước chân vào tòa nhà Quốc hội của Liên bang Hoa Kỳ. Nhân vật đó là ai? George Santos. Chưa bao giờ mà chúng tôi thấy một nhân vật được bầu vào, đằng sau đó tất cả các hồ sơ lý lịch, những gì mà ông nói với cử tri ở một trong những địa hạt ở New York đó, hoàn toàn sai với sự thật. Cái điểm đáng chú ý tại sao George Santos nổi bật, đây là cái địa hạt từ xưa tới giờ là màu xanh. Lần này đó, người ta muốn tìm thấy có một cái sự thay đổi, bởi vì cái ông mà đối lập với đứng lên làm của đảng Dân Chủ nó già lắm rồi mà không có những lời lẽ thuyết phục. Ông cũng là người đã từng nêu ra những cái hồ sơ lý lịch rất mờ ám của George Santos, nhưng mà cử tri, đặc biệt là kể cả trong đó lỗi cũng là phần của những cử tri độc lập Dân Chủ thì họ ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Nhưng mà thành cần chỉ đi độc lập, tất cả thành phần cử tri đảng Cộng Hòa đều nói chúng tôi cần một người lên trẻ, khác, thay đổi. Và người ta thấy rằng cái khuynh hướng này nó như là thời mà ông Trump lên vậy. Họ muốn tìm thấy một cái khuôn mặt thay đổi. Thì bây giờ Santos đúng là một cái khuôn mặt thay đổi đó. Họ muốn thôi, xưa nay là màu xanh, bây giờ họ có thể nghĩ tới cái chuyện đưa một người lên có thể làm hỗ trợ, giúp tốt hơn cho địa hạt. Vì thế họ bầu cho George Santos. Họ vẫn tin tưởng vào hồ sơ lý lịch, cho dù đảng Dân Chủ đưa ra, và điểm này chúng ta sẽ đề cập tới, cho thấy rằng cử tri lần này đó, từ Georgia cho tới New York, đã bị người ứng viên đó lừa đảo họ như thế nào. Và thậm chí họ, mặc dù biết được những cái tin tức đó, họ vẫn nghĩ rằng đây là cái chiêu trò chính trị của đảng Dân Chủ nhằm đè bẹp ứng viên của họ. Đó là cái lỗi của cử tri khi họ bầu phiếu cho ông George Santos. Bây giờ chính những cử tri này xuống đường biểu tình, George Santos không được xuất hiện, không, hãy từ chức đi, đừng vào Quốc hội làm gì nữa. Thưa quý vị, cái nhân vật chúng tôi nói là không có liêm sỉ đó, thứ nhất là nói láo về trường hợp mẹ ruột của mình. George Santos nói rằng mẹ ruột của mình là nạn nhân chết trong cái vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một quân khủng bố đánh vào New York. Nhưng mà thực sự, bà mẹ chỉ mới chết gần đây vì bệnh cancer, phải không? Cái điều thứ hai, George Santos nói rằng mình có một cái tài sản lớn lắm, cũng láo khoét. Cái thứ ba bảo là mình tốt nghiệp những cái trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, cũng lao khoét luôn. Ông đi ghê này, ông nói thế này nè. Tôi là một người từng làm việc cho Goldman Sachs và cho Citigroup, hai đại công ty về tài chính, và ông giống như là một người chuyên đưa ra những cái chiến thuật về tài chính để giúp cho hai công ty này. Không hề có một ngày nào làm việc về ngành tài chính cả. Nhắc lại cái câu mà chúng ta cứ nói hoài là người Pháp có một câu là ten peuple ten gouvernement, tức là dân nào thì lãnh đạo nấy. Cử tri đi bầu cho một người như thế thì ráng mà chịu. Nhưng mà bây giờ may mắn cho nước Mỹ và các thể chế dân chủ là sau khi cử tri bị lừa dối rồi thì bây giờ họ có quyền để họ phản đối. Nhưng mà thưa quý vị, đây là cái khó của nước Mỹ này. Trong hiến pháp của Hoa Kỳ đó, quy định rất rõ ràng. Một người dù có gian dối, dù có tầm bậy tầm bạ cái gì chăng nữa mà đã được dân bầu rồi đó thì vẫn là dân biểu Quốc hội. Đúng không? Các cái nền Cộng Hòa, nhắc lại nền Cộng Hòa nhé, trong đó Việt Nam Cộng Hòa thời trước 75 đó, một vị dân biểu không ai được quyền bắt vị dân biểu được cả, ngoại trừ tội phản quốc hoặc là tội giết người cụ thể. Còn bây giờ đó, George Santos trong những ngày sắp tới, khi mà Hạ viện đã có chủ tịch rồi và làm cái lễ tuyên thệ cho những cái tân dân biểu đó, mà George Santos giơ tay lên tuyên thệ đó, thì nó chuế cho nước Mỹ quá đi thôi. Nhưng mà tại vì Kevin McCarthy cũng cần thêm một phiếu nữa. Thưa với anh Thụy, anh đừng có mắng tôi nhé. Thà là tôi đi làm việc gì khác, tôi làm chính trị kiểu đó tôi không làm được anh ơi. Bây giờ thì Kevin McCarthy vẫn phải nói chuyện với Santos và nghĩ rằng Santos cần bỏ phiếu cho ông. Nếu ông chỉ cần một phiếu thôi. Nhưng mà thế này, ngày hôm qua ít nhất mình thấy là khi mà George Santos đó xuất hiện, từ lúc mà ông bước xuống xe đi vào trong tòa nhà Quốc hội để cùng họp trong cái việc mà bỏ phiếu cho ông McCarthy đó, là phóng viên báo chí, những người chạy theo khi mà họ được phép làm việc trong tòa nhà Quốc hội đó, họ chỉa mấy camera, họ toàn là hỏi những cái chuyện
ông nghĩ sao? Ông có còn đủ cái tư cách để đại diện dân mà khi làm thế? Cứ thế, ông này vẫn cắm cúi. Chúng tôi có những hình ảnh Reuters. Nếu mà còn một tí liêm sỉ thì nên cắn lưỡi. Nhưng mà thưa vị, tôi muốn nói tới cái hình ảnh này. Chúng ta có ít phút thôi. Dạ. Cái hình ảnh này này. Nước Mỹ có những cái người mà nó là tượng trưng cho cái lương tri của cái hiệp Trung Quốc này. Ông cố nghị sĩ John McCain. Trong một cuộc vận động tranh cử đối đầu với ông ứng cử viên Đảng Dân Chủ là Barack Obama đó, trong một cái town hall meeting, có một bà đứng dậy bảo đừng có ủng hộ, phải chống Barack Obama tới cùng. Bởi vì Barack Obama sinh tại một cái nước Trung Đông chứ không phải sinh tại nước Mỹ. Ông John McCain chứ. John McCain. Ông giật cái microphone nó lại. Yeah. Ông nói như thế này. Tôi nói cho bà biết. Tôi ra tranh cử là bởi vì tôi muốn thắng ông Barack Obama. Nhưng mà không có nghĩa là bà có quyền được nói câu đó. Yeah. Bởi vì ông Barack Obama là người sinh ra tại nước Mỹ. Yeah. Và tôi rất kính trọng ông, mặc dù ông đang là đối thủ chính trị của tôi. Thưa quý vị, đó là một người vô cùng tư cách tượng trưng cho cái sĩ khí của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nhưng mà lại bị ông Donald Trump bảo là không phải là anh hùng. Anh hùng. Thế này, câu hỏi đặt ra với anh Đinh Quang Thái, anh có nghĩ rằng George Santos sẽ ở lại trong Quốc hội hay không? Trong Ủy ban Đạo đức của Quốc hội Mỹ, đó, họ có quyền vote để họ nói rằng anh này không xứng đáng. Nhưng mà tôi đã nói rồi, ngay cả Kevin McCarthy bây giờ đang là người lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện Liên bang cũng cần cái phiếu của George Santos. Tôi thì nghĩ đó là một cái chính trị dơ bẩn. Đã. Tôi nghĩ khó. Lý do thứ nhất đó là có vấn đề này. Bên phía Brazil, họ bây giờ nhờ cái vụ này nó nổi lên, cái hồ sơ lý lịch nghĩa là láo của George Santos, họ mới nhớ ra 2008 George Santos sống ở Brazil, sử dụng chi phiếu, ngân phiếu giả để ký trả tiền nhà, hóa ra là lợi dụng và lừa đảo. Từ đó, sau cái vụ mà bắt đầu nhà cầm quyền Brazil điều tra đó, thì George Santos rời khỏi Brazil và chạy sang Mỹ làm việc. Lúc đó anh làm gì thưa quý vị? Như là lái xe hay là làm bán hàng ở trên mạng cho một công ty. Thế thì Brazil tìm kiếm cái nhân vật này mà không có được cả chục năm nay rồi. Giờ đây thì nhờ cái vụ này nổi lên, họ yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho phép họ bắt đầu khởi tố và nếu được có thể nghĩa là dẫn độ về lại Brazil xử tội. Câu hỏi đặt ra là Quốc hội sẽ phải có hành động nào, nhất là bên phía Đảng Cộng hòa như anh vừa nói đó, Ủy ban về đạo đức nữa. Thậm chí George Santos còn lên nói, còn ghê gớm lắm, vào đó còn nói chứ, tôi muốn nằm trong các ủy ban, đặc biệt là ủy ban tài chính hoặc là các ủy ban khác để tôi có thể đưa ra những cái phương pháp lãnh đạo của tôi. Anh thì đọc tin, anh có để ý rằng lâu lâu nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng được bầu vào Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thú thật rằng, nó là, xin lỗi quý khán giả và anh Thụy, đầu năm mà tôi nói, tôi vẫn tôi bực quá, thì tôi phải cho tôi nói câu này. Cứ mỗi lần mà nghe đọc những cái tin như thế nào là những chế độ Hà Nội, chế độ của Vladimir Putin ngồi trong Ủy ban Nhân quyền, tôi lợm giọng. Bởi vì tôi thấy rằng những cái chuẩn mực về giá trị, về nhân quyền, giá trị về tự do dân chủ nó hết rồi. Cho nên nước Mỹ chắc chắn là sẽ tốt đẹp. Anh tưởng tượng cái khu vực mà anh là cử tri đó, anh đi bỏ phiếu mà có một cái người dân biểu đại diện cho khu vực của anh thì anh sẽ làm gì? Dân biểu như vậy á hả? Yeah. Thì tôi sẽ gọi là khích động, không phải xin lỗi, chúng tôi sẽ vận động dân chúng thì đúng hơn, đợi cử tri để làm một cái nó gọi recall, tức là tiếng recall tiếng Việt Nam mình gọi là bãi nhiệm cái người dân biểu đó. Chắc chắn. Bởi vì Quốc hội Hoa Kỳ đâu phải là cái chỗ để cho những thằng như vậy nó ngồi. Xin chào, xin lỗi quý vị, dùng chữ thằng thì nó không. Nhưng mà anh nói rồi. Không được lễ phép có lắm. Có liêm sĩ. Nhưng mà trong lòng tôi thì tôi không thể nào gọi những cái tên đó bằng ông được. Chào tạm biệt quý khán giả, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin trân trọng kính chào.